Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại VS News và ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Bên cạnh kết quả của cuộc thi Miss Universe 2020 thì hiện nay thông tin đại diện đến từ Myanmar đang bị truy nã khẩn cấp cũng đang là chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm. Vậy thì thực hư thông tin này là như thế nào? Ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình tìm hiểu nhé. Sáng ngày hôm nay, cộng đồng mạng đã vô cùng xôn xao khi một vài tờ tin tức đưa tin chấn động Miss Myanmar tham dự Miss Universe 2020 đang bị chính quyền Myanmar truy nã khẩn cấp. Tất cả chuyện này liên quan đến việc cô gái này đã giơ cao khẩu hiệu Pray for Myanmar, cầu nguyện cho Myanmar, nhạy cảm tại đêm bán kết trình diễn trang phục dân tộc ở Miss Universe. Thậm chí trang tin tức Lionheart TV cũng đã đưa tin cùng với dòng nhắn hãy bảo vệ cô gái ấy bằng bất cứ giá nào. Tuy nhiên, công chúng lại nửa tin nửa ngờ trước thông tin này. Bằng chứng là việc các bài báo có nhắc đến vấn đề truy nã khẩn cấp cô gái này đều bắt nguồn từ một dòng tweet không được kiểm chứng trên mạng xã hội, không có bất kỳ thông tin chính thức nào từ các tờ báo uy tín trên thế giới hay ở cả Myanmar đưa tin thông tin chính quyền Myanmar ra lệnh bắt giữ thí sinh này. Khi tìm từ khóa Miss Myanmar trên Google theo tiếng Myanmar, các kết quả hiển thị gần đây nhất đều liên quan đến việc thí sinh này giành giải trang phục dân tộc tại Miss Universe 2020. Ngay cả các tờ báo của nước này cũng không đề cập tới thông tin gây sốc trên. Trên thực tế, chính quyền nước này chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về phát ngôn và động thái của nàng hậu tại Miss Universe 2020. Tuy nhiên, việc thí sinh này có thể gặp rắc rối sau màn cầu cứu ở Miss Universe cũng hoàn toàn có thể là thật, bởi chính cô cũng từng nhận lời mời phỏng vấn tờ New York Times, thẳng thắn thừa nhận nếu như trở về nước, cô sẽ không được an toàn. Ngoài ra thì cũng có một vài thông tin cho rằng rất có thể cô sẽ bị ngồi tù nếu như trở về Myanmar. Được biết, đây không phải là trường hợp đầu tiên đại diện cuộc thi sắc đẹp đến từ Myanmar gặp rắc rối với chính quyền Myanmar. Trước đó thì một hoa hậu khác của Myanmar, người từng tham dự Miss Green International, cũng đã bị chính quyền nước này truy nã bởi bài phát biểu nhạy cảm tại chương trình. Sau cuộc thi, thí sinh này đã phải ở lại Thái Lan một thời gian. Chính quyền cũng yêu cầu bắt giữ tất cả những người đã đưa cô sang Thái Lan tham dự cuộc thi này. Các thành viên trong gia đình của hoa hậu này cũng không được phép rời khỏi đất nước. Những diễn biến tiếp theo về sự việc này chúng mình sẽ liên tục cập nhật trong bản tin của S News. Đừng quên like cũng như là subscribe cho S News nhé!